Thưa quý vị, số liệu từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Lạng Sơn đã thông quan khoảng 200 lô hàng với hơn 7.000 tấn sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Trước đó, năm 2022, chỉ tính riêng tháng 10, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đạt gần 50 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 40 lần so với cùng kỳ năm 2021. Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị, Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, tính từ đầu năm đến nay, đã có gần 400 lô hàng nông sản, hoa quả tươi với tổng số gần 25.000 tấn hàng đã được xuất khẩu chính ngạch qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Trong đó, chỉ tính riêng mặt hàng trái sầu riêng tươi chiếm hơn một nửa với 200 lô hàng, tổng trọng lượng 7.000 tấn. Nhiều doanh nghiệp cho biết năm nay sầu riêng đang có giá rất tốt, dao động từ 160.000 đến 170.000 đồng một kg, cao hơn nhiều so với các năm trước. Với giá bán như hiện nay, nếu thu hoạch đúng thời điểm này, nông dân thu trên 2 tỷ đồng một hecta và lãi ròng từ 1 đến 1,5 tỷ đồng một hecta. Thưa quý vị, từ ngay sau Tết Quý Mão, giá sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng với tốc độ chưa từng có. Từ mức giá chỉ 40 đến 50 ngàn đồng một kg trước thời điểm Tết, giá sầu riêng đã vụt tăng, có thời điểm lên mức kỷ lục 250 ngàn đồng một kg, cao gấp 4-5 lần trước đó. Với đà này thì theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam dự kiến có thể đạt 4 tỷ đô la Mỹ, trong đó sầu riêng kỳ vọng đạt tối thiểu 1 tỷ đô la Mỹ. Tại buổi họp báo triển lãm quốc tế về sản xuất và chế biến rau hoa quả Việt Nam HotX Việt Nam 2023 vừa diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam Đặng Phúc Nguyên cho biết, tình hình xuất khẩu nông sản Việt Nam đầu năm 2023 có nhiều tín hiệu lạc quan. Đặc biệt, thị trường Trung Quốc hứa hẹn khởi sắc khi nhiều nghị định thư xuất khẩu nông sản chính ngạch được ký kết, mở thêm cơ hội cho nhiều mặt hàng trái cây, rau quả. Đặc biệt, trái sầu riêng, mít, thanh long hiện nay tăng giá 4-5 lần, mang lại nhiều lợi nhuận cho nông dân và ngành nông nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu dự đoán trong năm 2023 có thể đạt 4 tỷ đô la Mỹ, trong đó sầu riêng có thể đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Tính đến nay, Việt Nam được Trung Quốc cấp tổng cộng 113 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Dẫu vậy, các chuyên gia nông nghiệp lưu ý, doanh nghiệp Việt không nên phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc mà cần đa dạng hóa thị trường. Với khoảng 16.000 ha, hiện Lâm Đồng đang là một trong những tỉnh có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước với sản lượng đạt khoảng 75.600 tấn. Với diện tích và sản lượng lớn như vậy, nhu cầu mở rộng thị trường tiêu thụ là tất yếu. Tuy nhiên thì trái sầu riêng tươi của tỉnh Lâm Đồng hiện vẫn chủ yếu được tiêu thụ nội địa và người dân thì rất mong mỏi loại nông sản này sẽ được xuất khẩu sang các thị trường khu vực bên cạnh Trung Quốc. Do vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Cục Bảo vệ Thực vật tiếp tục hỗ trợ địa phương trong việc cấp mã số vùng trồng, mã số đóng gói đối với nông sản này. Vâng, và theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Lâm Đồng, hiện tỉnh này mới chỉ có 150 ha sầu riêng được cấp mã số, còn 2.000 ha mới hoàn thiện hồ sơ. Một số tổ hợp tác đang gặp khó khăn trong việc đề xuất cấp mã số vùng trồng, nên rất cần Cục Bảo vệ Thực vật hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Việc có mã số vùng trồng sẽ giúp các tổ hợp tác sản xuất sầu riêng đẩy mạnh xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc. Thời gian qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật cho biết, đơn vị đang tiến hành hỗ trợ hướng dẫn cho 14 đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng mã số vùng trồng trên sầu riêng để hướng xuất khẩu trong tương lai. Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Cục Bảo vệ Thực vật tiếp tục hỗ trợ địa phương trong việc cấp mã số vùng trồng, mã số đóng gói đối với nông sản này. Thưa quý vị, thời gian gần đây, giá sầu riêng liên tục nhích lên và đạt mức cao kỷ lục trong nhiều năm qua. Giá tăng cao không chỉ bởi do sầu riêng được tiểu thương và doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, mà còn do nguồn cung cũng hạn chế vì nghịch mùa. Thực tế này cho thấy việc sản xuất một loại trái nào đó như sầu riêng theo hướng giải vụ, không tập trung canh tác tạo ra sản lượng lớn vào chính vụ sẽ giúp duy trì được giá bán ổn định. Vâng, tuy nhiên việc sản xuất giải vụ đòi hỏi sự am hiểu về kỹ thuật, thời tiết vùng miền, vấn đề canh tác. Chính bởi vậy, trong sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan phía Nam Hội Làm vườn Việt Nam đã có chương trình tập huấn cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp của nhiều tỉnh thành phía Nam về quy trình canh tác sầu riêng giải vụ, vấn đề kiểm dịch thực vật, hướng dẫn đăng ký mã số vùng trồng. Những năm qua, nông dân tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã áp dụng biện pháp siết nước kết hợp với ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để xử lý cho sầu riêng ra trái rải vụ nghịch mùa. Chi phí sản xuất sầu riêng rải vụ nghịch mùa thường cao hơn nhiều so với việc để cho cây ra trái thuận mùa tự nhiên, nhưng bù lại giá bán luôn cao và dễ tiêu thụ. Đặc biệt, nông dân có thể kiếm lời cao gấp 2-5 lần so với việc trồng sầu riêng cho trái thuận mùa.
Tuy nhiên, hiện nay khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên việc sản xuất sầu riêng nghịch mùa vẫn còn hạn chế. Mình rải vụ mùa đi, ví dụ như mọi người có thể là 5 ha, 3 ha mình rải vụ ra, có thể là mình chi phí nó cao hơn, nhưng mà về cái mùa nghịch của nó có thì giá trị nó cao, và nó rải cho cái mùa thuận cái số lượng nó ít đi thì cái giá trị nó sẽ cao hơn. Ngoài vùng đồng bằng sông Cửu Long, sầu riêng còn được trồng ngày càng nhiều ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Vào các mùa thu hoạch rộ, lượng trái sầu riêng cần tiêu thụ là rất lớn và sẽ còn tăng trong thời gian tới. Do vậy, phát triển sản xuất sầu riêng rải vụ nghịch mùa gắn với mở rộng thị trường xuất khẩu là hướng đi rất cần thiết. Thì hiện nay thì cái thời vụ mà thu hoạch sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long thì thường thường là cỡ tháng 4, tháng 5. Rồi sau đó là tới miền Đông Nam Bộ tháng 5, tháng 6. Rồi tới là cái vùng tháng 7, tháng 8 là cái vùng Đắk Lắk. Rồi tháng 9, tháng 10 là cái vùng mà khí hậu lạnh cao, có độ cao 800-900 mét. Do thành ra là như vậy thì nếu mà sản xuất mùa nghịch mà sầu riêng ở Việt Nam mà thật sự thì bây giờ chủ yếu là từ tháng 11 cho tới tháng 3 năm sau. Để ổn định giá cả đầu ra cho trái sầu riêng rải vụ nghịch mùa, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng ở trung ương, địa phương và nông dân tại các vùng trồng. Qua đó giúp cân đối diện tích sản xuất sầu riêng rải vụ phù hợp với từng thời điểm trong năm gắn với nhu cầu thị trường. Cây sầu riêng thực sự ra là một trong những cái cây mà trong thời gian vừa qua thì cái người nông dân bất cứ ở tỉnh nào thì cũng có thể trồng. Và như vậy thì đây là cái rủi ro rất là lớn. Vì trước khi mà chúng ta trồng là chúng ta phải biết được rằng là cái cây sầu riêng nó có phù hợp với cái thổ nhưỡng, cái khí hậu, và nó quyết định đến vấn đề chất lượng khi mà bắt đầu bán ra thị trường hay không. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà với cái góc độ là tổ chức hộ thì chúng tôi cũng khuyến cáo đối với cái người nông dân, đặc biệt là những cái vùng mà chúng ta chưa có sầu riêng, chúng ta phải cẩn thận và chúng ta rất là thận trọng. Theo đề án phát triển bền vững cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và năm 2030, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn định hướng cả nước phát triển khoảng 65.000 hectare đến 75.000 hectare sầu riêng, với sản lượng 830.000 tấn đến 950.000 tấn. Tuy nhiên, hiện nay, diện tích sầu riêng đã vượt khoảng 35.000 hectare so với định hướng, và chắc chắn diện tích sẽ còn tiếp tục mở rộng tự phát. Thực tế này cũng xảy ra ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á. Lúc này, các địa phương cần kiểm soát tốt việc mở rộng diện tích sầu riêng, tránh mở rộng diện tích tại những vùng có điều kiện đất đai sinh thái không phù hợp, đồng thời cần nắm sát sản lượng, chất lượng, đặc biệt là cấp mã số vùng trồng cho cây sầu riêng. Năm 2022, Trung Quốc nhập khẩu cà phê từ trên 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, các nguồn cung cà phê chính do Trung Quốc gồm Ethiopia, Colombia, Brazil, Malaysia, Italy và Việt Nam. Đáng nói, trong năm 2022, Trung Quốc tăng nhập khẩu cà phê từ hầu hết các nguồn cung lớn, ngoại trừ Việt Nam và Guatemala. Trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc giảm mạnh, từ gần 11% trong năm 2021 xuống chỉ còn chưa tới 7% trong năm 2022. Nguyên nhân thị phần cà phê Việt giảm tại Trung Quốc được lý giải do thị hiếu tiêu dùng của người dân Trung Quốc ngày càng ưa chuộng cà phê chế biến, cà phê pha chế sẵn chất lượng cao từ châu Âu, Mỹ. Trong khi đó, ngành cà phê Việt Nam chủ yếu xuất khẩu cà phê Robusta dưới dạng thô. Chính vì vậy, dù được đánh giá là thị trường tiềm năng, nhưng do tỷ trọng cà phê đã chế biến còn thấp, nên kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc đang tụt dần.